Chào mừng các người anh em thiện lành đã quay trở lại với hỏi đáp số 24. Ở trong tuần này có một số câu hỏi khá hay á. Đầu tiên là nếu như các bạn có quan tâm về những con cạc màn hình rẻ nhất để chơi được Valorant hoặc là cái việc mà chúng ta chơi game Triple A ở trên MacBook thì cùng nhau coi cái số này. Tôi thích MacBook. Rồi, ok. Và câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn mang tên là PA. Bạn có hỏi là mọi người cho mình hỏi là mình là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Muốn mua MacBook Air M1 để học và viết code, chơi League of Legends. Mấy game AAA thì nhà bạn có máy bàn rồi và bạn có thể kết nối Mac với Win ở nhà để chơi game được không? Nếu được thì mình mua xài ok đúng không mọi người? Cảm ơn. Ok, tức là bạn đang có nhu cầu là chơi game AAA, tức là chơi game nặng luôn ở trên MacBook và kèm thêm là bạn muốn code ở trên MacBook. Không, ông lộn rồi. Tức là bạn ở nhà có một cái máy bàn và bạn chơi game AAA trển rồi. Bây giờ bạn học công nghệ thông tin, bạn muốn là mua chơi về vui thôi đúng không? Chơi game liên minh điện thoại thôi. Đồng ý. Thì đầu tiên nha, về cái vấn đề là code ở trên MacBook thì mình thấy là đương nhiên hiện tại nha, đối với những con M1 nó vẫn ngon. Nhưng mà vẫn cần phải xem xét là bạn đang code ở trên hệ điều hành nào. Chẳng hạn như là nếu như bây giờ bạn đang muốn code ở trên hệ điều hành Linux hoặc là mấy cái con gần như là Linux liên quan đó, thì hiện tại nó vẫn đang trong quá trình tối ưu và đang hoàn thiện. Cho nên là nếu bạn muốn ha, vẫn có thể chạy máy ảo thông qua VMware và vân, thì mình thấy là như bây giờ là nó vẫn ổn. Còn code lên trên MacBook mà bạn muốn code một số những cái như là code web hoặc là làm lập trình những ứng dụng di động thì nó vẫn là một trong những cái đang rất là hot ha, và nó vẫn có những cái giá trị của riêng nó và bây giờ nó gần như là best rồi. Cái thứ hai đó chính là nếu như bạn muốn chơi game ở trên MacBook thì có một cái giải pháp á, mình thấy là có mấy thằng bạn nó xài có phần mềm mang tên là Parsec. Bạn đang thấy được cái text ở ngay chỗ này. Nó là một cái app rất là hay giúp cho các bạn có thể link được cái MacBook của bạn với lại cái máy tính ở nhà bạn. Nhưng mà có một cái rất hay ở chỗ là cái latency á, tức là độ trễ của cái máy A và máy B ấy, nó sẽ rất là thấp. Thấp lắm luôn, giống như kiểu là bạn đang chơi online qua LAN luôn. Chứ vấn đề nằm ở chỗ là bạn bắt buộc phải có một cái đường truyền mạng đủ mạnh và đủ nhanh để nó có thể link hai cái đó với nhau một cách mượt mà nhất. Và cái thứ hai nữa, nó chính là khi mà bạn sử dụng cái app Parsec đó, nó sẽ bị lock lại ở khoảng 60fps thôi. Cho nên là nếu như bạn muốn chơi game á, mấy cái game mà nặng á, thì cũng cần phải cân nhắc á, là bạn có thể thỏa mãn được với cái mức FPS đó hay không. Còn lại tất cả mọi thứ mình thấy là nó ok. Đấy, thì thành ra là nếu như muốn bạn có thể vào vạch thử cái app này thì tổng hòa lại tất cả mọi thứ đi, tại vì bạn có cái lợi thế là bạn đã có một cái PC quá mạnh và kèm thêm một cái MacBook mới nữa, thì bạn hoàn toàn có thể chơi game ở trên MacBook thông qua giải pháp này. Ok, hợp lý. Câu thứ hai của một bạn mang tên là Đạt Tuân, chắc là Tuấn Đạt gì đấy. Bạn hỏi là: chào hai anh, em đang định build một con i3-12100F và RX6600 cho tiết kiệm, xong về sau nâng lên i5-12400F hay là nên cố luôn để lên i5-12400F và 3060 hả anh? Rồi, đầu tiên nha, mình chia sẻ ở góc độ là một người sale. Thì nếu như bạn mà đi hỏi sale á, mà bạn hỏi câu này là chắc chắn người ta thuốc bạn mua cái bộ combo mới nhất. Đấy, nhưng mà thôi anh Bình đi, anh Bình ở tư cách là review thì anh Bình thấy như nào? Thiệt ra thì mình cũng có cái góc nhìn phần nào đó giống Tại. Tại vì thiệt ra cái gì mạnh hơn cũng đều tốt hơn các bạn. Tại vì con coi i5 nó sẽ giúp cho bạn làm được nhiều tác vụ hơn. Kẹp với lại một con 3060 thì nói thiệt với các bạn là đa tác vụ luôn, cái gì cũng chơi được. Cái gì cũng chơi được mà cái gì cũng làm được. Tại vì RTX thời điểm hiện tại chúng ta không thể nào gọi là gạt đi cái tiềm năng của nó về công việc được. Đặc biệt là con 3060 nó còn nhiều VRAM. Bạn có thể làm, đặc biệt là Unreal Engine 5 bây giờ bạn thấy không? Nó ngốn VRAM nhiều lắm. Cho nên là nếu mà bạn là cái tạp người mà vừa chơi mà vừa làm ha, thì rõ ràng là cái combo i5 kẹp với là 3060 là cái best nhất. Nhưng mà trong cái trường hợp ở đây là bạn đang hỏi có một cái combo rẻ rẻ kiểu như là i3 kẹp với là RX6600 á, thì mình đã từng làm cho các bạn một cái video real test về sức mạnh của con 6600 rồi, so sánh với 3060 luôn, có một cái bảng số liệu ở trên kênh GVN luôn, bạn có thể search lại hay bạn xem lại. Thì 6600 nó vẫn có hiệu năng tốt hơn so với 3060 ở đa phần những tựa game mà mình test. Trong cái bài test đó thì mình thấy để tiết kiệm nhất ha, nếu là chỉ thuần để chơi game thì bạn lấy combo 1. Nhưng mà nếu như bạn là một người cái gì cũng muốn, bạn có làm việc nữa, cân bằng tất cả mọi nhu cầu thì bạn lấy combo 2. Đây là một cái tư vấn mà tụi mình vẫn thường hay nói với các bạn, nếu bất kỳ combo nào có con 3060 ở bên trong đó. Đúng. Chúc bạn có một cái sự lựa chọn hợp lý. Thêm một cái bonus nữa ha, thì cái này nó ở góc độ là người làm nội dung nha. Tại vì hiện thời thì mình vẫn đang làm nội dung, cho nên là có một cái sự thật là như thế này nè. Khi mà bạn không có công cụ á, thì bạn sẽ khá là chán, tức là bạn sẽ cảm thấy là mình không có sáng tạo gì hết. Nhưng mà khi bạn có một cái công cụ đủ tốt á, thì tự khắc sự sáng tạo của bạn nó cũng sẽ đi theo. Cho nên là trong các cái tình huống giống như ngày xưa đi, ngày xưa mình không có cái iPad thì mình không có làm được gì hết trơn. Nhưng mà từ khi có cái iPad thì mình lại nghĩ lúc đầu là bây giờ có cái iPad này mình sẽ tận dụng nó để làm một cái gì đó. Thì ra mình đã thực sự làm. Thì nó là ở mức độ là người làm nội dung nha, thực sự là cái công cụ nó càng hiện đại và nó càng giúp cho bạn có thể làm được nhiều cái á, thì tự khắc cái sự sáng tạo của bạn cũng sẽ gia tăng. Cho nên là nếu như trong tình huống đúng chính xác ở trong khuôn khổ của cái câu trả lời này á, thì
Nếu như bạn chỉ muốn gaming thôi, bạn có lấy combo 1 là quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu như mà bạn muốn làm sáng tạo cho sau này nữa, ví dụ như bạn có thể edit video, có thể là bạn capture những cái highlight game ra để edit rồi chỉnh sửa vân á, thì combo 2 nó sẽ hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều. Và biết đâu sau này chúng ta sẽ là một YouTuber trong tương lai, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây để mà nói chuyện sao. Đúng rồi, chưa kể là bạn đã chọn ngành học chưa. Nếu mà chưa thì chuẩn bị trong tương lai đi. Ok. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn mang tên là Vinh Lương. Thì Vinh có hỏi là hai given cho em hỏi là để chơi Valorant với màn 144Hz thì tối thiểu nên dùng con card màn hình nào, em để low setting. Màn 144Hz bây giờ thì mình cho là bạn đang xài một con màn 144 Full HD đi ha. Tại vì bây giờ tiêu chuẩn đều là như thế. Chuẩn. Bây giờ kiếm con màn 720 và 144 thì cũng khó, gần như không đào ra. Thì mình cũng đã từng test cho bạn rồi, real test luôn về sức mạnh của 1030 trong năm 2021. Năm ngoái thì đã có một cái video và Tài đã lên cái video đó cho các bạn xem ha. Test Valorant rồi, thậm chí nó hơn 200fps nếu mà để low. Chính xác luôn. Và các bạn đi kèm với là một con coi 51400F. Đó là mình đi với lại con 11 nữa nha. Còn nếu như bây giờ bạn đi với một con đời 12, giả dụ như bạn kẹp với là con coi i3 đi, thì FPS trả ra nó còn cao hơn. Vì nên là mình nghĩ là để minimum để bạn chơi được cái Valorant này ở một cái màn hình Full HD 144 mà để cho đầy đủ các cái thiết lập và những cái setting của bạn từ low, medium hay là high á, mà nó vẫn đảm bảo được ở 144 hoặc là tiệm cận, thì bạn nên lấy tối thiểu phải là 1030. Còn đối với mình, để mà chơi game thì mình sẽ không chọn những con quá thấp như vậy nữa. Tại vì thời điểm hiện tại á, hồi trước đã có một cái livestream là mình nói với các bạn là những cái con đầu thấp nó vẫn chưa có cái giá gọi là quá thơm, tại vì nó không có fix nhiều. Giá của nó chỉ fix khoảng 300-400 cho tới 500 ngàn là hết cỡ rồi. Nên là nếu bây giờ bạn đang đầu tư để gaming lâu dài thì mình nghĩ là bạn nên lấy một con 1660 hoặc 1660 Super. Bây giờ giảm giá rất là sâu để các bạn ở GVM giá chỉ khoảng 7 triệu thôi. Bạn có thể ghé qua cái đường link mình để phía bên dưới để tham khảo nha. Và câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn mang tên là Nguyễn Đăng Bình hoặc là Bình Nguyễn Đăng. Bạn có hỏi là hai anh đẹp trai cho em hỏi. Ừ, đẹp trai đúng rồi đấy. Bạn hỏi là lab em đang dùng lúc bắt được wifi, lúc không. Những lúc không bắt được thì vào một device manager không thấy hiện tên card wifi. Như vậy là lỗi do đâu và cách khắc phục như thế nào? Tam giác hay à? Tam giác là tác giam là cảm ơn. Rồi ok, tam giác bạn ha. Đầu tiên là vấn đề là bị mất wifi trên laptop thì các cái phiên bản Windows 11 gần đây nó bị gặp nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Thậm chí có một cái câu chuyện là bọn Nuts vui, ở trên cái kênh TikTok của mình có làm một cái clip là tại vì sao laptop của bạn hay bị rớt wifi, và cái video đó gần 500.000 view. Tức là các bạn quan tâm về cái chủ đề này rất là nhiều ha. Thì vẫn quay trở lại với là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là đối với các cái chipset đến từ MediaTek hiện thời thì hầu như cái việc mà bạn bị rớt wifi ấy, nó không còn là lỗi nữa, nó là tính năng luôn rồi. Tại vì nó chắc chắn sẽ bị, không ít thì nhiều, mà bạn sẽ bị lâu hay là bạn bị nhanh thôi. Tức là nó sẽ rớt đâu đó khoảng trung bình nha, mình đo được khoảng đâu đó từ 7 tới 10 giây thì bạn sẽ có lại wifi. Nhưng mà trong tình huống là cái máy của bạn nó bị mất luôn thì như thế nào? Đầu tiên nha, nếu như bạn kiểm tra cái hardware property của cái wifi chipset ấy, mà nó đến từ MediaTek, thì vẫn quay trở lại cái vế đầu tiên, đó chính là nó là tính năng rồi, không còn là lỗi nữa. Thì bạn cứ sống chung với lũ thôi. Tại vì hiện thời mình vẫn chưa thấy có một cái giải pháp khắc phục triệt để nào đó đến từ MediaTek và bên phía Microsoft cho cái vấn đề này. Còn cái vấn đề thứ hai đó chính là nếu như được thì bạn hãy thử là reinstall lại cái driver wifi của anh em. Tức là sao, các bạn có thể download một cái phiên bản driver mới nhất hiện tại để biết đâu là phiên bản mới nhất đó sẽ được fix rồi. Hoặc là bạn có thể reset cái wifi network ở trong cái window của anh em á. Thì sau khi các bạn reset á, các bạn hãy thử nha, tắt nguồn, các bạn giữ nút nguồn ở đó khoảng 60 giây. Thì tại vì có một cái tip and trick á, là khi các bạn tắt nguồn và giữ nút nguồn khoảng 60 giây á, nó sẽ reset lại tất cả driver ngay từ bên trong lõi của hệ điều hành. Nó giúp cho các bạn biết đâu hầu như 90% là nó sẽ khắc phục được tất cả những cái lỗi đang tồn động ở trên máy. Thì đó là một cái tip khá là hay. Và cái kế đến nữa là nếu như không được nhỡ nha, là trong device manager nó vẫn mất hoặc là vân vân, thì maybe nó bị lỗi từ phần cứng rồi, thì bạn hãy thử mang lên các cái trung tâm bảo hành. Tại mình không chắc là cái laptop của bạn là đến từ thương hiệu nào, nhưng mà nếu như là các cái thương hiệu quen thuộc như là Asus, MSI hoặc Dell, HP, Lenovo vân á, thì mình thấy nó đều có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam cả. Bạn có thể mang đến và kiểm tra thử xem sao. Và câu hỏi cuối cùng đó là bạn mang tên là Sand Dragon, tức là một con rồng cát không. Bạn có hỏi là hai anh em đang cần một cái laptop tầm giá 15 triệu chỉ dùng để làm đồ họa, bạn trả deadline là chính. Bạn thấy hồi trước tầm 15 triệu là có nhiều con ngon lắm mà lúc đó bạn chưa cần. Với lại do bạn đã có PC nên giờ bạn chạy deadline, khi đi ra ngoài thì không thấy đâu. Given giúp em. Ok, mình đang bật cái tab laptop khoảng dưới 20 triệu trên kênh GVN ha. Thì mình thấy là như hiện thời thì chỉ có hai option cho bạn chọn thôi. Nếu như mà dưới 15
Một là con Acer Inspire 7, phiên bản GTX 1650 và màn hình là Full HD 60Hz. Thì con này hiện tại mình thấy khá ngon, tại vì bản thân bên trong á, CPU nó đang chạy là Ryzen 5 5500U. Và đây vẫn là con CPU có value tốt nhất mà các bạn có thể mua ở cái mức sức mạnh của nó. Thì hiện thời mình thấy là tất cả những con Ultrabook hoặc thậm chí là những con laptop gaming dòng thấp á, mà chạy cái CPU này đều rất ngon. Và những cái vấn đề liên quan tới tương thích phần mềm, phần cứng mình thấy nó cũng tốt nè. Hiện tại thì con này là gần như là tốt nhất rồi. Cho nên là nếu như bạn chỉ đơn thuần là chạy deadline thôi thì con Aspire 7 này mình thấy là bạn nên cân nhắc, tại vì cái build của nó không khác gì một con Nitro 5 mà đổi màu sơn cả. Và cái con thứ hai là con MSI Bravo 15. Thì con này là chạy Ryzen 5 5600H, mạnh hơn 5500U chút xíu ha. Và card bên trong là RX 5005. Thì đó là hai option dành cho bạn hiện thời. Nhưng mà lưu ý nha, do hiện tại bạn nói là làm đồ họa thì mình không chắc là bạn có cần màn hình chuẩn màu không. Thì cả hai con máy này nó đều không có màn hình chuẩn màu. Nếu như bạn cần một cái màn hình chuẩn màu thì nó phải cán mức giá đâu đó gần khoảng 20 triệu cơ. Còn nếu như ở cái mức này thì hiện tại đang không có. Cho nên là nếu như bạn muốn thì mình sẽ để ngay lại cái link này nè. Mình sẽ để ngay dưới mô tả của clip, bạn click vào trong đó ha. Thì bạn sẽ thấy là ở các cái option đâu đó khoảng từ 18 triệu hay chính xác là 17-90 á, từ những con Acer Nitro 5 trở lên á, sẽ là những cái option nó tuyệt vời hơn rất nhiều khi mà nó mang trong mình những con card đồ họa đời mới hơn, chẳng hạn như là con RTX 3050. Thử tham khảo ở trong cái trang này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi hỏi đáp số 24. Và nếu như các bạn có những câu hỏi gì đó thắc mắc, hãy cùng nhau đặt lại ở phía bên dưới để team có thể giải đáp nhanh nhất có thể. Và đừng quên là ghi bên trên sóng những cái video hỏi đáp như thế này, một tuần là 2 số ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ hỏi nhiều lên nha. Thì rồi, ok, cảm ơn. Xong. Ok ạ. Rồi, ok. Ê, mà sao cái...